Mời cộng đoàn cùng lắng nghe bài giảng Đức Thánh Cha Francisco lễ đêm Giáng sinh 2022. Máng cỏ muốn nói với chúng ta điều gì? Ngày 24 tháng 12 năm 2022, thánh lễ đêm Giáng sinh tại đền thờ Thánh Phêrô được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ Bảy, 24/12, cùng với rất đông các tín hữu bên trong đền thờ lẫn bên ngoài quảng trường Thánh Phêrô qua các màn hình lớn. Bài giảng thánh lễ đêm Giáng sinh của Đức Thánh Cha Francisco. Anh chị em thân mến, đêm nay, điều gì vẫn còn nói với cuộc sống chúng ta? 2000 niên kỷ sau khi Chúa Giê-xu Giáng sinh, sau nhiều lễ Giáng sinh được tổ chức với đồ trang trí và quà tặng, sau quá nhiều chủ nghĩa tiêu dùng che khuất mầu nhiệm mà chúng ta cử hành, có một nguy cơ rằng chúng ta biết nhiều điều về lễ Giáng sinh nhưng lại quên mất ý nghĩa của nó. Vậy, làm thế nào để tìm lại ý nghĩa của lễ Giáng sinh? Và trên hết, tìm kiếm nó ở đâu? Tin mừng về sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu dường như đã được viết để nói về điều này, để dẫn chúng ta trở lại nơi Thiên Chúa muốn. Thật ra, tin mừng bắt đầu với một hoàn cảnh tương tự như của chúng ta. Mọi người đều bận rộn và bận rộn với một sự kiện quan trọng sẽ được tổ chức, cuộc đại điều tra dân số, đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Theo nghĩa này, bầu khí khi đó tương tự như bầu khí bao trùm chúng ta ngày nay vào dịp lễ Giáng sinh. Nhưng câu chuyện tin mừng tự tách ra khỏi bối cảnh thế tục đó, tách ra khỏi những hình ảnh để tập chú vào một thực tại khác. Câu chuyện tập trung vào một đối tượng nhỏ bé, có vẻ tầm thường, nhưng được nhắc đến 3 lần, nơi đó các nhân vật chính quy tụ, đầu tiên là Đức Maria đặt Chúa Giê-xu trong máng cỏ, sau đó là các thiên thần loan báo cho các mục đồng một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ, rồi đến các mục đồng, những người nhìn thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. Máng cỏ, để khám phá lại ý nghĩa của Giáng sinh, chúng ta phải nhìn vào đó. Nhưng tại sao máng cỏ lại quan trọng như vậy? Bởi vì đó là dấu hiệu, không phải ngẫu nhiên mà Chúa Kitô bước vào bối cảnh thế giới này. Đó là cách mà người tỏ lộ để tự giới thiệu mình, cách mà Chúa sinh ra trong lịch sử để làm cho lịch sử được tái sinh. Vậy máng cỏ muốn nói với chúng ta điều gì? Ít nhất là 3 điều, gần gũi, nghèo khó và cụ thể. Sự gần gũi. 1. Sự gần gũi. Máng cỏ được sử dụng để đưa thức ăn đến gần miệng và để ăn nhanh hơn. Do đó, nó có thể tượng trưng cho một khía cạnh của con người, sự phàm ăn trong việc tiêu thụ. Bởi vì, trong khi những con vật trong chuồng nhai ngốn thức ăn, thì con người trên thế giới, khao khát quyền lực và tiền bạc, cũng nuốt chửng những người hàng xóm, anh chị em của mình. Có bao nhiêu cuộc chiến, và ở bao nhiêu nơi, ngay cả ngày nay, nhân phẩm và tự do bị chà đạp. Và bao giờ nạn nhân chính của sự phàm ăn của con người cũng là những người mong manh, yếu đuối. Ngay cả Giáng sinh này, một nhân loại ham mê tiền bạc, quyền lực và vui thú không dành chỗ cho những người bé nhỏ, cho biết bao trẻ thơ chưa chào đời, cho những người nghèo khổ và bị lãng quên như đã làm đối với Chúa Giê-xu. Trước hết tôi nghĩ đến những trẻ em bị nuốt chửng bởi chiến tranh, nghèo đói và bất công. Nhưng Chúa Giê-xu đến ngay tại đó, một hài nhi nằm trong máng cỏ của sự lãng phí và bị ruồng bỏ. Nơi người, trẻ thơ của Bethlehem, có mọi trẻ em. Và có một lời mời nhìn vào cuộc sống, chính trị và lịch sử qua con mắt của trẻ em. Trong máng cỏ của sự từ chối và thiếu thốn, Thiên Chúa đã tự đặt mình, người đến đó, bởi vì ở đó có những vấn đề của nhân loại, sự dửng dưng do sự vội vàng phàm ăn của sở hữu và tiêu thụ. Chúa Kitô được sinh ra tại đó và chúng ta tìm thấy người ở đó trong máng cỏ. Người đến ở nơi đựng thức ăn để biến mình thành thức ăn của chúng ta. Thiên Chúa không phải là người cha phá hủy con cái mình, nhưng là người cha, trong Chúa Giê-xu, biến chúng ta thành con cái của người và nuôi dưỡng chúng ta bằng sự dịu dàng. Người đến để lay động trái tim chúng ta và nói với chúng ta rằng sức mạnh duy nhất có thể thay đổi dòng chảy lịch sử là tình yêu. Người không còn xa cách và uy quyền, nhưng trở nên gần gũi và khiêm nhường. Người, đấng ngự trên trời, đã để mình nằm trong máng cỏ. Anh chị em thân mến, đêm nay Thiên Chúa đến gần chúng ta vì người quan tâm đến chúng ta. Từ máng cỏ, như lương thực cho cuộc sống chúng ta, người nói với mỗi người, nếu con cảm thấy bị nhai ngốn bởi các sự kiện, nếu con bị cảm giác tội lỗi và bất xứng của mình nuốt chửng, nếu con khao khát công lý, thì ta, Thiên Chúa, ở cùng con. Ta biết những gì con đang sống, ta đã kinh nghiệm nó tại nơi máng cỏ đó. Ta biết những đau khổ của con và lịch sử của con. Ta sinh ra để nói với con rằng ta đang và sẽ luôn ở bên cạnh con. Máng cỏ Giáng sinh, thông điệp đầu tiên của một Thiên Chúa bé thơ, nói với chúng ta rằng người ở với chúng ta, yêu thương chúng ta và tìm kiếm chúng ta. Hãy can đảm lên, đừng để mình bị khuất phục bởi sợ hãi, cam chịu, nản lòng. Chúa sinh ra trong máng cỏ để tại đó chúng ta được tái sinh,
tại chính nơi chúng ta nghĩ mình đã bi đát đến tận cùng. Không có sự giữ nào, không có tội lỗi nào mà Chúa Giê-xu không muốn và không thể cứu mỗi người. Giáng sinh có nghĩa là Thiên Chúa đang ở gần, làm tái sinh sự tin tưởng. Sự nghèo khó. 2. Máng cỏ Bê-lem, hơn cả sự gần gũi, còn nói với chúng ta về sự nghèo khó. Thật vậy, không có nhiều thứ xung quanh máng cỏ ngoài những cây bụi, một số động vật và một số thứ khác. Mọi người đang ở trong khách sạn ấm áp, không phải nơi chuồng vật lạnh lẽo của nhà trọ. Nhưng Chúa Giê-xu đã được sinh ra ở đó và máng cỏ nhắc nhở chúng ta rằng xung quanh người không có gì khác ngoài những người yêu mến người, mẹ Maria, Thánh Giê-xu và một số mục đồng, tất cả những người nghèo, hiệp nhất bởi tình cảm và sự ngạc nhiên, không phải bởi sự giàu có và những khả năng xuất chúng. Do đó, máng cỏ nghèo mang đến sự giàu có thực sự của cuộc sống, không phải tiền bạc và quyền lực, mà là các tương quan và con người. Và con người đầu tiên, sự giàu có đầu tiên, chính là Chúa Giê-xu. Nhưng chúng ta có muốn ở bên người không? Chúng ta có đến gần người không? Chúng ta có yêu mến sự nghèo khó của người không? Hay chúng ta thích ở lại thoải mái trong sở thích của mình? Trên hết, chúng ta có đến thăm người tại nơi người ở, tức là trong máng cỏ nghèo nàn của thế giới chúng ta không? Ở đó người hiện diện. Và chúng ta được kêu gọi để trở thành một giáo hội thờ phượng Chúa Giê-xu khó nghèo và phục vụ Chúa Giê-xu nơi người nghèo. Như một vị giám mục thánh thiện đã nói, giáo hội ủng hộ và chúc lành cho những nỗ lực biến đổi các cơ cấu bất công và chỉ đặt ra một điều kiện, những biến đổi xã hội, kinh tế và chính trị mang lại lợi ích đích thực cho người nghèo thông điệp mục vụ cho năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 1980. Dĩ nhiên, thật không dễ dàng để rời bỏ sự ấm áp nồng nhiệt của thế gian để ôm lấy vẻ đẹp trơ trụi của hang đá Bê-lem, nhưng chúng ta hãy nhớ rằng không có một Giáng sinh thực sự nếu không có người nghèo. Không có họ, chúng ta cử hành Giáng sinh, nhưng không phải là Giáng sinh của Chúa Giê-xu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa nghèo trong lễ Giáng sinh, hãy làm tái sinh lòng bác ái. Tính cụ thể. 3. Như thế chúng ta đi đến điểm cuối cùng, máng cỏ nói với chúng ta về tính cụ thể. Thật vậy, một hài nhi nằm trong máng cỏ tượng trưng cho một khung cảnh ấn tượng, thậm chí là mộc mạc. Nó nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đã thực sự trở nên xác phàm. Và do đó, để nói về người, các lý thuyết, những tư tưởng đẹp đẽ và những tình cảm sùng kính thì không đủ. Chúa Giê-xu sinh ra trong sự khó nghèo, sẽ sống nghèo và chết nghèo. Người không có nhiều diễn văn về cái nghèo, nhưng người đã sống cái nghèo đó cho đến cùng vì chúng ta. Từ máng cỏ cho đến thập giá, tình yêu của người dành cho chúng ta là hữu hình, cụ thể, từ khi sinh ra cho đến khi chết. Người con của bác thợ mộc đã ôm lấy sự thô ráp của gỗ, cái xù xì của kiếp nhân sinh của chúng ta. Người không yêu chúng ta bằng lời nói, người không yêu chúng ta như trò đùa. Và do đó, người không hài lòng với vẻ bề ngoài. Người không chỉ muốn những ý muốn tốt, người đã trở nên xác thịt. Người được sinh ra trong máng cỏ, người muốn một đức tin cụ thể, được tạo nên từ sự thờ phượng và lòng bác ái, chứ không phải những lời sầm xì và vẻ bề ngoài. Người, đấng nằm trần trụi trong máng cỏ và sẽ nằm trần trụi trên thập giá, đòi chúng ta sự thật, để đi đến thực tại trần trụi của mọi sự, để đặt những lời bào chữa, biện minh và giả hình dưới chân máng cỏ. Người được mẹ Maria dịu dàng quấn trong tấm tả, muốn chúng ta mặc lấy tình yêu. Thiên Chúa không muốn vẻ bề ngoài, mà muốn sự cụ thể. Chúng ta đừng để Giáng sinh này trôi qua mà không làm điều gì tốt đẹp. Vì đây là lễ của người, là sinh nhật của người, chúng ta hãy cho người những món quà mà người yêu thích. Thiên Chúa cụ thể trong lễ Giáng sinh, nhân danh người, chúng ta hãy làm sống lại một chút hy vọng nơi những người đã đánh mất nó. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con nhìn ngắm Chúa nằm trong máng cỏ. Chúng con thấy Chúa thật gần, luôn luôn gần bên chúng con, tạ ơn Chúa. Chúng con nhìn thấy Chúa nghèo, để dạy chúng con rằng sự giàu có thực sự không phải ở vật chất, mà ở con người, đặc biệt là nơi những người nghèo. Chúng con xin lỗi Chúa nếu chúng con không nhận ra Chúa và phục vụ Chúa trong họ. Chúng con thấy Chúa cụ thể, bởi vì tình yêu của Chúa dành cho chúng con là cụ thể, xin giúp chúng con dành cuộc đời và sự sống cho đức tin của chúng con. Amen. Bài giảng Đức Thánh Cha Phanxicô lễ đêm Giáng sinh 2021. Thiên Chúa muốn hạ mình, còn chúng ta lại muốn trèo cao. Kính thưa quý thính giả, lúc 7 giờ 30 phút tối thứ Sáu ngày 24 tháng 12 năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành lễ đêm Giáng sinh trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với các tín hữu. Vì số ca nhiễm virus tại Ý đang tăng cao, nên các biện pháp an toàn y tế được siết chặt và số người tham dự bị hạn chế. Trong bài giảng thánh lễ đêm Giáng sinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự đảo ngược mà Thiên Chúa muốn tỏ lộ, Thiên Chúa muốn hạ mình bước xuống,
trong khi chúng ta lại muốn trèo lên tòa cao. Bài giảng của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, một ánh sáng bừng lên trong đêm, một thiên thần xuất hiện, vinh quang Thiên Chúa bao phủ các mục đồng và cuối cùng lời loan báo được mong chờ hàng thế kỷ đã thành hiện thực. Hôm nay, Đấng Cứu Thế đã ra đời, Người là Kitô Đức Chúa. Tuy nhiên, điều thiên thần loan báo đã làm cho chúng ta ngạc nhiên. Thiên thần chỉ cho các mục đồng cách thức tìm thấy Thiên Chúa, Đấng đã đến trần gian, anh em cứ dấu này mà nhận ra Người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả, nằm trong máng cỏ. Đây là dấu chỉ, một trẻ thơ. Đây là tất cả, một trẻ thơ trong cảnh khó nghèo cùng cực của một máng cỏ. Chẳng còn ánh sáng, hào quang hay tiếng hát của ca đoàn thiên thần. Chẳng có gì khác, ngoài điều đã được ngôn sứ Isaiah loan báo từ trước, một trẻ thơ đã sinh ra cho chúng ta. Tin mừng nhấn mạnh đến sự tương phản này. Lời Chúa tường thuật về việc Giáng sinh của Đức Giê-xu khởi đầu với việc nhắc đến Hoàng đế Augusto là người truyền kiểm tra dân số trên toàn cõi đất. Trình thuật Kinh Thánh đã phát họa sự vĩ đại của vị Hoàng đế đầu tiên này. Nhưng ngay sau đó, lời Chúa dẫn chúng ta đến Bethlehem, nơi đó chẳng có gì lớn lao ngoại trừ một em bé khó nghèo được bọc trong tả với các mục đồng xung quanh. Nơi đây có Chúa trong sự nhỏ bé. Đây chính là sứ điệp. Thiên Chúa không ngự trị trên chốn cao sang uy quyền, nhưng đã hạ mình xuống nơi của sự nhỏ bé. Sự nhỏ bé là con đường Chúa chọn để đến với chúng ta, để chạm đến trái tim chúng ta, để cứu độ chúng ta và để đưa chúng ta trở về với những gì là cao quý. Anh chị em thân mến, khi dừng lại trước hang đá, chúng ta cần nhìn vào trung tâm, chúng ta hãy vượt qua những ánh đèn, những đồ trang trí và chúng ta hãy chiêm ngắm hài nhi. Trong sự nhỏ bé của mình, Thiên Chúa hiện diện cách trọn vẹn. Chúng ta nhìn nhận điều này, hài nhi, Người là Thiên Chúa, Thiên Chúa hài nhi. Chúng ta hãy để mình trải nghiệm sự kinh ngạc đảo lộn này. Đấng ôm lấy toàn thể vũ trụ, lại cần được bồng ẩm trên tay. Đấng đã tạo nên mặt trời, lại cần được sưởi ấm. Chính sự hiền diệu lại cần được nâng niu. Tình yêu vĩnh cửu lại nhập thể trong một trái tim nhân loại với những nhịp đập. Đấng sáng tạo thế giới lại chẳng có một nơi trú ngụ. Hôm nay, mọi thứ đã bị đảo lộn. Chúng ta hãy tự hỏi, chúng ta đã biết đón nhận con đường này của Thiên Chúa không? Đó thực sự là thách đố của Giáng sinh, Thiên Chúa tự tỏ mình, nhưng con người lại không hiểu được điều này. Người trở nên bé nhỏ theo cái nhìn con người, còn chúng ta cứ mãi tìm kiếm sự vĩ đại theo kiểu thế gian, ngay cả bằng cách nhân danh người. Thiên Chúa thì muốn hạ mình bước xuống, trong khi chúng ta lại muốn trèo đứng trên ngai tòa. Đấng tối cao tìm sống trong khiêm hạ, còn chúng ta ham thích sự phô trương. Thiên Chúa đến với các mục đồng, những người vô danh, chúng ta lại tìm kiếm danh vọng. Hài nhi Giê-xu sinh ra để phục vụ, còn chúng ta sống những tháng năm chỉ để theo đuổi thành công riêng mình. Thiên Chúa không kiếm tìm uy thế và quyền lực, nhưng Người đòi hỏi sự dịu dàng và tinh thần bé nhỏ nội tâm. Đây là điều chúng ta cần xin Chúa Giê-xu trong mùa Giáng sinh, đó là ơn trở nên bé nhỏ. Lạy Chúa, xin dạy chúng con yêu mến sự bé nhỏ. Xin giúp chúng con hiểu được rằng, đó là con đường để đạt đến sự vĩ đại đích thực. Nhưng, đón nhận sự bé nhỏ, điều ấy một cách cụ thể có nghĩa là gì? Trước hết, điều ấy có nghĩa là Thiên Chúa muốn đến ngang qua những điều bé nhỏ trong đời sống chúng ta. Người muốn hiện diện trong những thực tại đời sống thường ngày, những cử chỉ đơn sơ được thực hiện ở nhà, trong gia đình, nơi trường học hay chốn công sở. Chính trong khung cảnh bình thường của đời sống thường nhật mà Thiên Chúa muốn thực hiện những điều phi thường. Và đây là sứ điệp mang đến niềm hy vọng lớn lao, Thiên Chúa mời gọi chúng ta coi trọng và đánh giá cao những điều bé nhỏ trong cuộc sống này. Nếu Người ở đó với chúng ta còn lo thiếu sự gì? Chúng ta hãy bỏ lại phía sau bao tiếc nuối về những thứ cao cả mà chúng ta vốn dĩ không có. Hãy thôi than vãn và sệ mặt, cũng như hãy từ bỏ những tham vọng chỉ khiến chúng ta thất vọng. Thế nhưng, vẫn còn điều đáng nói hơn. Chúa Giê-xu không chỉ muốn đến ngang qua những điều nhỏ bé của đời sống chúng ta, nhưng Người còn đến ngang qua chính sự nhỏ bé của chúng ta, nơi kinh nghiệm của chúng ta về sự yếu đuối, mỏng giòn, thiếu thốn, thậm chí những sai lầm. Anh chị em thân mến, nếu bóng tối đêm đen như ở Bethlehem bao phủ lấy anh chị em, nếu sự dửng dưng lãnh đạm vây quanh anh chị em, nếu những vết thương mà anh chị em đang mang trong lòng thét lên rằng bạn kém giá trị, bạn chẳng là gì, bạn sẽ chẳng bao giờ được yêu thương như bạn muốn, thì đêm nay, Thiên Chúa đáp lời anh chị em. Đêm nay, Người nói với mỗi người chúng ta, ta yêu con như chính con là. Sự nhỏ bé của con không khiến ta sợ hãi, sự mỏng manh của con không làm ta bất an. Chính ta đã trở nên bé nhỏ vì con. Để là Thiên Chúa của con, ta đã trở nên anh em của con.
Hỡi những người anh chị em đáng yêu của ta, đừng sợ hãi ta, nhưng hãy tái khám phá sự vĩ đại của các con ở nơi ta. Ta ở gần bên các con, và ta mong chờ nơi các con chỉ một điều duy nhất, đó là hãy tín thác nơi ta và hãy mở rộng cõi lòng với ta. Đón lấy sự nhỏ bé cũng có nghĩa là ôm lấy Chúa Giê-xu nơi những con người bé nhỏ của thời đại hôm nay. Hãy yêu mến Chúa Giê-xu nơi những người rốt hết, hãy phục vụ người nơi những người nghèo khó. Họ chính là những người giống hài nhi Giê-xu nhất, đấng đã sinh ra trong khó nghèo. Và chính nơi họ mà người muốn được tôn kính. Trong đêm yêu thương này, duy chỉ một nỗi sợ có thể tấn công chúng ta, đó là làm tổn thương tình yêu của Thiên Chúa, làm tổn thương người bằng việc coi thường người nghèo bởi sự dửng dưng vô cảm của chúng ta đối với họ. Người nghèo là những người được Thiên Chúa yêu mến, và một ngày nào đó, chính họ sẽ chào đón chúng ta ở trên trời. Một nữ thi sĩ từng viết, ai không tìm thấy nước trời ở dưới thế, sẽ không có được nó ở trên thiên đàng. Dickinson, Poems, 17. Chúng ta đừng bao giờ bỏ quên không ngước nhìn về quê trời, chúng ta hãy chăm sóc hài nhi Giê-xu từ bây giờ, bằng việc quan tâm đến người nơi những người đang cần đến chúng ta, bởi vì chính Chúa Giê-xu đồng hóa mình với họ. Một lần nữa, chúng ta hãy nhìn vào hang đá và chiêm ngắm Đức Giê-xu trong đêm Giáng sinh, đang được bao quanh bởi những người bé nhỏ và khó nghèo. Họ là những ai? Họ là những mục đồng, là những người đơn sơ và gần gũi với Chúa nhất. Họ đã tìm thấy người bởi vì, suốt đêm, họ thức để canh giữ đàn vật. Họ ở đó để làm việc, bởi vì họ nghèo và cuộc sống của họ không có thời gian biểu, nhưng phụ thuộc vào đàn vật. Họ không thể sống ở nơi và theo cách họ muốn, vì họ phải điều chỉnh bản thân theo nhu cầu của đàn vật. Và hài nhi Giê-xu đã sinh ra ở đó, gần chỗ họ, gần với những người bị quên lãng đang sống ở những vùng ngoại biên. Thiên Chúa đến những nơi mà phẩm giá con người bị ném vào nghịch cảnh. Người đến để nâng cao phẩm giá của những con người bị loại trừ, và người tự tỏ mình cho họ trước tiên, không phải với những nhân vật quyền cao chức trọng, nhưng là với những người lao động nghèo khổ. Đêm nay, Thiên Chúa đến để mang lại cho nhọc mệt của lao động một phẩm giá. Người nhắc chúng ta rằng, mang lại phẩm giá cho con người bằng công việc thì quan trọng dường nào, cũng như mang lại phẩm giá cho công việc của con người. Bởi vì, con người là chủ chứ không phải là đầy tớ của công việc. Trong ngày của sự sống, chúng ta hãy lặp lại, những người phải chết vì lao động đã quá đủ rồi. Và chúng ta hãy dấn thân cho điều này. Cuối cùng, chúng ta hãy nhìn vào hang đá, bằng việc mở rộng tầm mắt đến tận cùng để bắt gặp những nhà chiêm tinh, những người đang trên đường hành hương đến thờ lạy Chúa. Chúng ta hãy chiêm ngắm và hãy hiểu rằng, tất cả được nối kết trong sự hiệp nhất bằng việc quây quần bên hài nhi Giê-xu. Không chỉ có những người rốt hết, những mục đồng, nhưng còn có cả những bậc thông thái, những người giàu có, và những nhà chiêm tinh. Nơi Bethlehem, mọi người hiện diện cùng nhau, có người giàu và người nghèo, có người uyên bác như các nhà chiêm tinh, có người lao động như các mục đồng. Tất cả mọi người liên kết với nhau vì có Đức Giê-xu ở trung tâm, không phải những tư tưởng của chúng ta về người, nhưng là chính người, đấng hằng sống. Bởi thế, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy trở lại Bethlehem, hãy trở về với tận nguồn cội, đó chính là tính thiết yếu của đức tin, là tình yêu nguyên thủy, là sự tôn kính và lòng bác ái. Chúng ta hãy nhìn ngắm các nhà chiêm tinh trên đường hành hương, và như giáo hội hiệp hành đang tiến bước, chúng ta hãy đến Bethlehem, nơi có đấng là Thiên Chúa và là con người, nơi mà Thiên Chúa chiếm vị trí cao nhất và được tôn thờ, nơi mà người rốt hết cũng có chỗ gần bên người, nơi mà các mục đồng và người chiêm tinh cùng hiện diện trong tình huynh đệ, vốn mạnh mẽ hơn mọi phân chia tầng lớp. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta trở nên một giáo hội thờ phượng, khó nghèo và huynh đệ. Đây là điều thiết yếu. Chúng ta hãy trở lại Bethlehem. Thật là tốt khi chúng ta đến đó, ngoan ngụy trước tin mừng Giáng sinh đang trình bày cho chúng ta gia đình thánh, các mục đồng, các nhà chiêm tinh, toàn thể nhân loại đang trên cuộc hành trình. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiến bước lên đường, bởi vì cuộc sống là một chuyến hành hương. Chúng ta hãy trỗi dậy, hãy thức tỉnh bởi vì đêm nay một ánh sáng đã bừng lên. Đó là ánh sáng dịu hiền và ánh sáng ấy nhắc chúng ta rằng, nơi sự nhỏ bé của chúng ta là những người con được yêu thương, chúng ta là con cái của ánh sáng. Cùng nhau chúng ta hãy vui mừng, bởi vì không một ai có thể dập tắt được ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giê-xu, đấng từ đêm nay chiếu soi trên toàn thế giới. Amen. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Kính chúc quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em một mùa Giáng sinh an lành, thánh đức và tràn đầy niềm vui. Amen.